Rồi chào các bạn, mình đến bằng phốp từ fpforshop.com. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho bạn một cái bước để chúng ta chỉnh hình cơ bản, và hầu như là cái hình nào chúng ta sẽ làm như vậy cả. Và hình cũng có nhiều bạn hỏi mình trên fanpage ấy, cho nên là lỡ rồi mình làm đây luôn. Nếu các bạn chưa biết, các bạn thể lên fanpage của mình ha. Link thì mình sẽ để dưới phần description hoặc là phần comment ở phía dưới. Và fanpage của mình chơi nhiều cái vui lắm. Rồi, trong video này mình sẽ sử dụng stock của bạn Anh Nguyễn ha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách từng bước cụ thể một, làm sao để từ một cái bức hình như thế này và mình tạo thành một bức hình kết quả nó sẽ như thế này. Đó, ok ha, chúng ta vào video thôi. Rồi, ngắn gọn thôi, ba bước cụ thể mà mình hay xử lý một bức hình á, mà mình luôn luôn tuân theo á. Thứ nhất á, là chúng ta chỉnh về ánh sáng ha, ưu tiên ánh sáng trước. Thứ hai, chúng ta xóa rác ha, xóa chi tiết thừa linh tinh. Và thứ ba là về màu sắc, và sau đó là xuất hình ra ha. Ba bước cụ thể, chỉnh ánh sáng, chỉnh xóa rác này và chỉnh màu đó. Các bạn cố gắng follow theo cái bước này thì nó sẽ ok thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, chúng ta bắt đầu chỉnh cái bức hình này ha. Rồi thì ở đây với cái hình của chúng ta ha, thì chúng ta sẽ có một số cái bước như nãy mình mới liệt kê đó. Đầu tiên ha, thì chúng ta sẽ xử lý cái phần ánh sáng trước ha. Về ánh sáng thì ở đây các bạn để thấy là với cái máy này chụp từ 5D Mark 3 và ống kính là 16-35, khá là ngon chứ không phải là dạng vừa đâu. Nhưng mà vấn đề là đây này, thì chúng ta cần phải xác định là cái chủ thể của chúng ta là gì ha. Chúng ta đang chụp người hay là chúng ta đang chụp couple, chụp cặp đôi ấy, hay là chụp phong cảnh ha. Ví dụ như là cái này ấy, thì nó sẽ là phong cảnh hay là người thì tùy các bạn chọn. Tất cả là tùy các bạn chọn. Như ở đây thì mình muốn chọn người, tại vì có thể thấy rõ ràng là cái phong cảnh này nó không có gì gọi là quá đặc biệt để chúng ta có thể sử dụng cái cảnh để làm ảnh chính cả. Hoặc là các bạn có thể coi một số cái hình mid gì gọi là sit hotel á, thì đại khái là một cái cảnh rất là rộng rồi có người, nhưng mà cái người nó gần như là chìm và nó làm phụ cho cái ảnh thôi, để cho giống như là cái ảnh có thêm sức sống á, cái ảnh phong cảnh của mình nó có thêm sức sống, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó thì lúc đó thì cái cảnh nó mới là chính. Còn như hiện tại như cái hình này á, mình cảm thấy rõ ràng rồi, chúng ta không cần gì phải bàn cãi nữa. Cho nên là đây á, với một cái combo mà 5D Mark 3 với lại cái ống kính như thế này á, thì cái vấn đề tiếp theo nữa là vấn đề chi tiết á, thì mình muốn cho nó lên tương đối nhiều càng tốt. Như đây mình sẽ tăng sáng lên. Contrast ta không cần quá nhiều, highlight mình sẽ giảm bớt đi. Tại vì sao? Mình muốn nó cân bằng ha. Mình muốn nó cân bằng và nó có hơi có hướng gọi là HDR, HDR á. Đó, và mình sẽ tăng highlight, tăng shadow, giảm highlight, tăng shadow. Ở đây các bạn có thể để ý cái histogram của chúng ta, thì cái hình của chúng ta nó đang là ảnh nó khá là trung bình. Tuy nhiên là cái histogram của chúng ta nó chìm về phía sau, có nghĩa là chúng ta đang thiếu sáng. Thì để chúng ta kéo sáng lên thôi. Ngay khi kéo sáng lên có thể thấy một đống thứ chúng ta sẽ phải xử lý ở cái bước sau. Rồi, khi kéo sáng rồi các bạn nhớ để ý ha, cái histogram ta không nhất thiết là nó cứ phải như này. Các bạn để ý nếu như mà nhìn histogram nhìn như vậy thì nó có vẻ đẹp đấy, nhưng mà nhìn cho hình của chúng ta coi, nó khá là cùi bắp. Tại vì sao? Tại vì cái hình của chúng ta cái khu vực tối nó nhiều, và cái hình này sử dụng đèn flash, cho nên là cái chủ thể của chúng ta nó nổi hơn, nó nổi phần ánh sáng hơn rất là nhiều so với lại ảnh nền cũng như là ở xung quanh. Cho nên là chúng ta để cần cái histogram nó hơi lùi phía sau chút xíu. Thì mình hơi nhắc nhẹ về cái histogram thôi. Nếu các bạn muốn thì mình sẽ làm một cái video chủ yếu về histogram. Đại khái là coi xong rồi biết luôn histogram nó là cái vẹo gì, làm như thế nào, đại khái thế. Đại khái là histogram là cái gì luôn, thì nó dễ cho các bạn hơn. Như ở đây mình giới thiệu sơ thôi. Rồi tiếp theo nữa cái phần white của mình đang nghĩ là có thể là cái phần này nó hơi cháy ở phía sau, thì mình nghĩ là do một vài cái bóng đèn thôi, chứ thực tế là ngoài ra mình không thấy có gì nó bị ảnh hưởng cả. Đây này, phía này này thì nó có một số cái bóng đèn thì nó sẽ chạm vạch đây thôi. Như nãy mình tăng lên thì nó thấy, nhưng mà ok rồi. Phần shadow có thể thấy nó đang bị chạm vạch phía sau này, cho nên là mình kéo shadow lên hết cỡ rồi mà nó không hết, cho nên là mình sẽ đẩy black lên chút xíu. Rồi vibrance mình sẽ đẩy lên, clarity mình để nguyên, không làm gì cả. Rồi tiếp theo phần sau khi xử lý về cái ánh sáng thì mình cảm thấy nó khá là ổn ở cho cái bước nền rồi, cho nên là mình sẽ tăng cái noise lên. Tại vì hồi nãy chúng ta kéo sáng lên khá là nhiều, và kéo sáng lên thì vô hình chung nó sẽ làm tăng cái noise. Các bạn có thể để ý này, cái noise này
là cái color đấy, cái color của cái noise, tại vì có nhiều cái noise mà nó khi mình tăng lên á, cái nó hiện ra cái màu tím rồi cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì tùm lum hết á. Nó hiện lên thì nó nhìn nó không có ổn lắm, nên sẽ tăng cái color lên để chúng ta xử lý cái phần vấn đề đó. Rồi mình sẽ tăng cái luminance lên rồi và chúng ta xử lý xong cái phần noise. Sharpening mình sẽ tăng lên nhẹ thôi và nhớ đẩy masking lên. Các bạn có thể coi masking này, các bạn giữ phím Alt+F hoặc là phím Option ở trên Mac thì đè xuống các bạn kéo thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta không không làm masking này đó thì mặc định là Photoshop nó sẽ làm nét tất cả các chỗ luôn, cho nên nhìn nó rất là kỳ. Chúng ta sẽ cần làm nét ở những chỗ cần làm nét thôi, là những cái biên, thì chúng ta đẩy cái masking lên thì mình sẽ cảm thấy như vậy là khá là ổn đó. Chúng ta sẽ có cái hiệu ứng kiểu như thế này rồi. Bây giờ mình nghĩ là chúng ta ổn rồi, để chúng ta bắt đầu về vấn đề xử lý tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa, ngoài cái bước đầu tiên là về mặt ánh sáng mình đã nói rồi ha, bước thứ hai mình có liệt kê rồi đó, xử lý rác. Các bạn để ý ở trong cái hình này có bao nhiêu điểm là rác. Rác ở đây là gì? Là những cái chi tiết vớ va vớ vẩn chả liên quan vẹ gì trong cái hình, và hoặc là những chi tiết mà mình cảm thấy nó thừa và nó không không góp phần được gì ở trong cái hình. Dễ thấy nhất là cảm ơn anh đã đóng góp cho cái bức hình này, nhưng mà nó rồi mình tạo cái dĩ nhiên là để hình ống đây là không được rồi, cho nên là em cảm ơn anh đã tạo ra bức hình này, nhưng mà thôi phải xóa rồi. Tay của anh nào nữa đây, chiến sĩ vô vô danh. Rồi tiếp theo nữa, các bạn để ý đây, ở những cái phần mà đường đây 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 tiếp cục rác này, có thể để ý ha. Tiếp theo nữa, đây trên đầu của người mẫu này, các bạn thể để ý cái đó, có cái đèn ở phía sau đó, có lẽ là cái đèn của cái gian thờ ở phía sau nó không có đóng góp được gì cả, cho nên là mình tí nữa mình sẽ phải xử lý đó luôn. Tiếp theo nữa là hai cây đèn ở hai bên này đang là phong cách rất là cổ trang, tuy nhiên có hai thằng khỉ này vô nhìn nó giống như xuyên không hả. Rồi tiếp theo nữa là cái cột điện, đúng ở Việt Nam là chụp kiểu méo gì cũng dính cột điện hết á, cho nên các bạn để ý cái phần này các bạn xóa đi để cho nó sạch sẽ. Thì đó là cơ bản về những cái mà mình sẽ phải xử lý về vấn đề rác trong hình này. Ngoài ra mình không thấy có vấn đề gì khác. Rồi để xử lý mình sẽ bắt đầu xử lý dần dần ha. Đầu tiên xóa người, mình sẽ sử dụng Clone Stamp Tool. Thì đây, nếu các bạn muốn xem thêm về cái Clone Stamp này, các bạn có thể coi cái phần xóa chi tiết nâng cao, hoặc là ba cái cách chúng ta xóa chi tiết thừa trong hình. Hai cái tool này thì mình đã có post ở trên channel rồi, các bạn có thể coi lại ha. Đây mình đã xử lý xong ở phần hai bên, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần đền thờ này ha. Đây là cái phần đền thờ phía sau. Về cơ bản là nếu không in to ra thì chắc không bị lộ đâu. Nhưng mà về cơ bản là mình thấy nó khá là ổn rồi. Rồi tiếp theo nữa, về phần ánh sáng thì ở đây các bạn thể thấy là chúng ta đã xử lý hồi trước cái bước mà xử lý rác á, thì chúng ta đã làm khá là ổn rồi. Tuy nhiên là ở đây chúng ta cần xác định lại cái vấn đề mà về vấn đề cân bằng á, thì ví dụ như là cái phần ánh sáng mà chúng ta cảm thấy nó chưa được cân bằng lắm, tại vì nói sao ta, ví dụ như là các bạn thể thấy nó đang cân cân vào trục giữa ha, cân vào trục giữa dọc từ trên xuống dưới này. Thì nếu như các bạn muốn làm nổi bật người mẫu hơn nữa thì các bạn thể mình thấy có một vài người các bạn thể làm dìm luôn cái phần ánh sáng ở phía dưới này luôn để cho nó nổi cái người mẫu ở đây lên. Tuy nhiên đối với mình á thì mình có cái mình muốn
sức nặng của cái bức hình nó nằm xuống dưới, nó nằm xuống dưới của tấm hình này ha. Ví dụ như là đây, các bạn có thể thấy là vẽ như các bạn sẽ thấy. Ví dụ như đây là cái bức hình của chúng ta này, nó đang như thế này. Gọi là không phải là đang như thế này, mà thực tế là về cái phần ánh sáng có thể thấy là nó đang nó chính xác là bây giờ nổi bật nhất là nó theo cái hướng này. Tuy nhiên á, sẽ có nhiều người ta sẽ làm mờ cái phần ở dưới này đi. Lý do tại sao? Tại vì lúc đó cái ánh sáng ta nó sẽ gom lại hết vào phần này và nó làm cho bức hình của ta nó trở nên khá là cân bằng theo trục giữa ha. Tuy nhiên đối với mình á, mình không thích như vậy và mình cảm thấy là đối với bức hình này á, thì mình muốn nó có cái sức nặng xuống phía dưới này hơn ha, xuống phía dưới này hơn. Tại vì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy là cái nhân vật chị này mới là cái người chính ở trong bức hình, chứ không phải là vừa là chị này vừa là cái tháp phía sau, nó khá là rắc rối ha. Được cả hai, nhưng mà vấn đề là cả hai xong nó lại rối, cho nên là mình muốn tập trung ở đối với bức hình này thì tập trung vào chị này thôi. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm như sau. Về phần ánh sáng thì có thể là mình cảm thấy nó tạm tạm rồi. Tuy nhiên là ở đây về phần tiếp theo, về phần màu sắc, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xử lý cái phần màu sắc ha. Cái bước mình rất là thích là sử dụng cái Selective Color, đó là ở phần King Red này. Thì mình sẽ giảm Cyan đi, thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức luôn cái màu đỏ chúng ta nó rực lên ha. Ngay màu đỏ nó rực lên rất là kinh khủng, cho nên nó sẽ khá là đó, nó nổi hơn rất là nhiều. Yellow mình sẽ tăng yellow lên để mà cái phần tháp phía sau nó tách biệt ra. Ở đây chúng ta sẽ có cyan và blue chủ yếu trong bức hình này, cho nên mình sẽ tăng cyan và blue lên. Rồi tiếp theo nữa, phần black, phần nền, phần shadow á, thì mình sẽ có thể là mình sẽ làm cho nó tăng cái phần cyan lên chút xíu. Và nếu black chúng ta đã tăng cyan rồi thì ở phần white mình sẽ giảm cyan đi để chúng ta thay màu đỏ ở phần white. Đây, để chúng ta giảm xuống như các bạn dễ thấy này, đó. Nó tí xíu thôi, các bạn thể để ý ở nó nhiều nhất ở đây này, đó, ở phần vùng trời này. Đó, thấy không? Tí xíu thôi nhưng mà nó hiệu quả khá là nhiều. Nó nhẹ nhàng hơn đây, ta sẽ bật tắt lên thì các bạn thể thấy là ở phần này các bạn sẽ thấy này. Đó, rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xử lý cái phần mình sẽ sử dụng tiếp là sử dụng cái contrast đi. Tại vì mình muốn điều hướng lại cái ánh sáng lại một chút xíu khi mà mình muốn nó contrast nhiều hơn và nó tăng cái giảm cái brightness ở cái khu vực ở những cái khu vực mà mình cảm thấy nó hơi thừa, đặc biệt là phần hai bên này. Phần hai bên và mình muốn cái phần ánh sáng á, thì nó sẽ xử lý ở cái phần bầu trời này cho nó rực lên. Các bạn chỉ cần để ý ở phần bầu trời thôi, những cái phần khác ta không quan tâm. Đó thì các bạn để ý phần bầu trời này. Đó, nó sẽ rực hơn khá là nhiều. Thì đây mình sẽ Ctrl E, sẽ click vào trong cái layer mask Ctrl E và mình sẽ quay trở lại cái background. Mình sẽ chọn vùng trời. Chọn vùng trời. Rồi, mình sẽ click chuột phải chọn feeder là khoảng 20-30. Mình sẽ để 20 đi. Và đây mình sẽ Ctrl E tiếp tục. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái hiệu quả như thế này. Đó, cái vùng trời của chúng ta nó sẽ trầm xuống, nó đẹp hơn rất là nhiều. Đây mình sẽ thử. Có một cái lưu ý này, là mình cảm thấy có nhiều bạn á, khi chúng ta xử lý xong á, cái này là cho bước cuối thôi ha. Một lưu ý cho bước cuối là ở cái phần rìa của những cái chi tiết của chúng ta á, các bạn để ý đừng nên để cho nó có cái hộ, nó có cái kiểu như thế này. Nó rất là xấu, nó rất là xấu. Cho nên là chúng ta không nên để nó xuất hiện ha. Mình có giảm và nó sẽ hơi tí xíu thôi. Đó, và nó sẽ hình của ta nó sẽ hài hòa hơn và nó không có cái điểm nào gọi là nó bị sai cả. Đấy, nó có một tí xíu thôi và nó ở trong ngưỡng mà mình cảm thấy mình có thể chấp nhận được. Cho nên là mình sẽ kệ nó. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ chúng ta sẽ xem thử coi là về phần ánh sáng thì các bạn cảm thấy như nào với bức hình này. Thì mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn đang làm luôn rồi, tại vì đây còn nhiều cái chấm này, các bạn thấy không? Cái này có lẽ là do cái sensor nó bị dơ, có bụi ở trong cái sensor á, cho nên là khi mà hình như cái hình này là để F16 hay là F8 gì đó. Rồi. Cho nên một vài cái bụi nó hiện lên. Tuy nhiên là đây mình cảm thấy nó khá là ổn rồi. Khá là ổn. Và các bạn để ý về phần ánh sáng ta còn cái gì mà các bạn muốn xử lý không? Hiện tại là mình cảm thấy cũng
tạm tạm rồi. Tuy nhiên là ở đây mình muốn ở trong cái bước sau, cho nên là mình sẽ giảm khu vực này ở phía trên này, phần màu xanh này đó, còn khu vực dưới mình sẽ cho nó rực lên bằng cách là mình sẽ sử dụng cái gradient map. Ok, gradient map lại là gradient map, và mình sẽ đây mình sẽ đơn giản là sử dụng black and white thôi. Black thì ở bên tay trái, white ở bên tay phải, và mình sẽ sử dụng cái soft light chẳng hạn vậy. Mình sẽ sử dụng soft light, các bạn để ý coi là cái nào nó cho hiệu quả tốt nhất thì các bạn chọn. Như ở đây thì mình cảm thấy là sử dụng soft light khá là ổn, cho nên mình sẽ để soft light. Đó, opacity giảm đi chút xíu. Rồi, mình sẽ sử dụng cái nền trời này luôn. Mình sẽ giữ phím Alt+S này. Các bạn muốn làm như vậy, các bạn giữ phím Alt+S, các bạn đưa kéo cái layer mask ở lên trên. Đó, nó hỏi là có replay không thì các bạn bấm yes là tự động nó sử dụng cái layer mask này cho cái layer mask sau. Thì anh sẽ thấy là cái phần rìa chúng ta nó đang bị nặng hơn rồi. Đó, thì mình muốn nó dìm thì đơn giản nó dìm nhẹ như vậy thôi chứ nó không có quá nhiều. Thì đây có cái phần dưới cái váy này mình cảm thấy nó không ổn lắm, cho nên mình sẽ bôi phần màu màu đen ở chỗ đây để nó không có bị ảnh hưởng ở phần dưới cái váy. Rồi, ở đây thì mình sẽ bật trở lại. Đây, cũng bôi màu đen vào layer mask ở dưới này. Và phần màu đen này thì mình sẽ giảm cái opacity của mình lên, và mình sẽ bôi cái layer mask của mình để cho cái phần mà cái đó các bạn sẽ thấy là cái phần rìa của ta nó sẽ không có bị như hồi nãy nữa ha. Rồi, mình cảm thấy khá là ổn rồi. Thì ở đây chúng ta đã làm xong cái những cái bước mà gọi là làm gì ta? Về ánh sáng rồi nè. Về màu sắc, ok ha. Về tiếp theo, ơi, về ánh sáng, về xóa nét và về màu sắc. Về màu sắc thì ở đây mình cảm thấy nó chưa ổn lắm thực tế. Mình cảm thấy nó chưa ổn lắm khi mà những cái phần mà mình muốn nổi bật thì nó vẫn chưa nổi bật, cho nên là mình sẽ sử dụng cái curve. Curve, và mình sẽ tăng sáng nhẹ lên một chút xíu, chỉ nhẹ tí xíu thôi, các bạn sẽ thấy là đây nó sẽ hiệu ứng kiểu như thế này, đó, hình chúng ta nó sẽ rực hơn chút xíu và nó sẽ ổn hơn ha. Về phần đây chúng ta có thể thấy là phần dưới, phía dưới này nó đang có cái glow ở phần biên, cho nên là mình sẽ sử dụng cái brush màu đen nhẹ, và mình sẽ click vài phát ở phía dưới này để nó hơi sáng cái phần nền trời lên, và nó sẽ đó, chúng ta sẽ có kết quả kiểu như này, khá là ổn đúng không? Thì sau khi xong rồi, nếu như các bạn cảm thấy nó chưa có thật sự ấn tượng lắm, ví dụ như là hình này đi, hình này thì mình cảm thấy như vậy thì nó khá là ổn rồi. Tuy nhiên nếu như nhiều cái hình khác, đối với nhiều cái hình khác á, thì cái phần trời như vậy thì chúng ta có thể xử lý thêm, đây là chúng ta thêm cái hiệu ứng. Thì đây mình có thể thêm cái hiệu ứng đơn giản như là mình sẽ lên pixel, thường mình sẽ lên pixel. Và mình sẽ chọn ví dụ night sky chẳng hạn vậy, mình muốn lấy cái nền gọi là gì ta, cái nền trời tối á, và có ánh sao này nọ, thì mình sẽ lấy mình lồng vô, thì mình sẽ chọn night sky đó, lấy cái mình sẽ tìm coi thử cái nào nó ổn thì các bạn lấy về thôi. Ví dụ như là hình hình nào cho nó ấn tượng chút xíu nhỉ, ví dụ như là hình này khá là ok này. Ơi, hình này đi, có cái dãy ngân hà. Đó, thì mình click xuống và mình kéo thẳng trực tiếp vào trong cái hình của chúng ta đang xử lý. Đó, mình sẽ để ở đây. Và mình cảm thấy như vậy tạm ổn đúng không? Thì tiếp theo chúng ta sẽ để là screen. Ha, các bạn sẽ để về là screen. Thì đây á, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái blending option để chúng ta xóa bớt những khu vực mà nó không ổn, bị trùng lắp ở phía trên đi. Đầu tiên là trong cái hình thanh thanh ở trên là chúng ta xóa bớt cái giải màu ở trong chính cái layer đó, chính cái layer mà chúng ta đang thao tác này, cái layer astronomy gì này. Đó, thì cái phần nền đen mình bỏ bớt đi này. Mình giữ phím Alt+S ha. Giữ phím Alt+S hoặc phím Option, quẹn kéo nhẹ lên thì cái phần đen ở trong cái layer này nó sẽ biến mất. White tất nhiên nó phải để rồi, ánh sao mà chứ mình mà giảm xuống này đó thì cái phần ánh sao nó sẽ giảm dần. Thì cái này tùy các bạn tùy chỉnh thôi, tuy nhiên là đối với mình thì có thể giảm đi chút xíu để nhìn cho nó thật chút. Rồi, tiếp theo đối với layer ở dưới thì mình sẽ tăng giảm nhẹ phần này. Đó, mỗi bên tí xíu vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ control thêm cái layer mask cho cái layer này, và mình cứ control y đảo ngược phù màu lại. Sử dụng cái brush màu trắng ha, brush màu trắng
opacity tùy các bạn, và chúng ta sẽ click vào phần phía trên bầu trời này làm sao cho nó đó, chúng ta sẽ thêm cái phần ánh sao. Mình sử dụng cái first như thế này đó, thì các bạn sẽ thấy chúng ta có hiệu quả cái hiệu ứng kiểu như thế này. Mình có thể giảm opacity một chút nhìn cho nó thật lại, chứ nhìn không nhìn nó mắc ảo luôn, hình như nó kỳ lắm. Đó thì đó là tùy các bạn thôi. Thì nếu như ở đây các bạn cảm thấy nó cái bên nền trời ta vẫn còn sáng quá chẳng hạn vậy, thì các bạn có thể giảm bớt đi nữa để cho nó tối hơn ha, để cho nó tối hơn, để nó nổi bật cái ánh sao hơn. Đây mình sẽ giảm brightness đi chút xíu, mình sẽ Ctrl E và mình sẽ sử dụng brush màu trắng và chúng ta bôi click nhẹ trên cái trên này. Đó thì chúng ta sẽ có hiệu ứng như thế này. Rồi thì đó là một số cái bước là mình tổng kết lại nè, thì mình sẽ sử dụng cái gì là rồi thì đó là cái hình của chúng ta. Nhưng thì chúng ta xử lý xong thì đây mình một số cái bước khá là đơn giản, và ở trên fanpage của mình thì mình có làm một cái hình nó phức tạp hơn, nó có phần phức tạp hơn. Tuy nhiên là tại vì cái hình này như đây mình làm mất hình đầu tới 30 phút gì đó, đây cái hình này đó, thì các bạn có thể thấy là nó phức tạp hơn một chút xíu. Tuy nhiên là cái hình này thì các bạn có thể thấy nó tạm ổn rồi đúng không, thì đây mình có thể thêm nhẹ một cái là cái gradient map màu tím để cho nó giống giống cái hình mình post ở trên trên fanpage của mình. Có phải không phải màu tím, ví dụ như là màu xanh. Phần highlight cho mình sẽ để màu hơi đỏ một chút xíu. Đó thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như này. Đó thì các bạn có thể hoàn toàn có thể tinh chỉnh các thứ đồ cho nó hay hơn ha. Rồi thì đó là toàn bộ video này, và mình nghĩ là nó sẽ chia sẻ được nhiều cái cho các bạn. Từng bước cụ thể thì mình đã có cái video riêng lẻ. Nếu như các bạn nào thắc mắc bất kỳ một cái bước nào, ví dụ như là về cái xóa chi tiết như thế nào nè, rồi tăng sáng giảm sáng, rồi bla 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 bla, rồi gradient map là cái gì chẳng hạn hết, thì có thể tìm ở trên channel của mình, luôn luôn có, mình sẽ có rất nhiều rồi. Cho nên là, và đừng quên like, share, subscribe và comment cho mình biết ở phía dưới á, là các bạn muốn mình làm vấn đề gì ha. Chia sẻ chút xíu là mình đang có kinh doanh, mình đang bán một vài cái sản phẩm của Photoshop và Lightroom, như cái preset nè và cái khóa học Photoshop, những cái bộ preset dành cho chụp cưới, chụp phóng sự cưới, chụp chân dung, chụp gia đình, các thứ các bạn thể tham khảo trên fanpage của mình luôn, hoặc là trên website của mình cũng có nữa. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.